để có thể quay được video mà không cần nhớ kịch bản thì chúng ta sẽ vào cái phần mềm CapCut nhé, chọn máy ảnh. Rồi vào mục máy nhắc chữ. Bấm vào cái hình cái bút. Ở đây chúng ta hãy chọn và xóa hết tất cả những cái nội dung mặc định của nó nhé. Sau đó dán cái nội dung của chúng ta vào đây. Chọn đã xong. Bấm vào hình bánh răng để có thể thay đổi được cái tốc độ đọc này rồi cỡ chữ này rồi màu chữ này tiếp nữa chúng ta sẽ chọn cái loại video là nhiều đoạn video hay một đoạn video một đoạn thì chúng ta quay thẳng sau đó dừng còn nhiều đoạn thì nó sẽ uh, quay từng cái đoạn nhỏ chúng ta bấm giữ phím này sau khi chúng ta nhả ra thì nó sẽ uh, dừng lại và chúng ta sẽ quay tiếp tục các cái cảnh khác nhé Ngoài ra thì chúng ta có thể vào mục hiệu ứng để thêm vào những cái hiệu ứng mà chúng ta muốn làm cho video nó thu hút hơn. Ở đây là mình quay bằng camera phía sau nhé. Còn nếu bạn muốn quay cái mặt mình ấy thì các bạn hãy bấm vào nút lật này nhé. Chúng ta cũng có thể vào cái mục bộ lọc này và chọn những cái kiểu mà chúng ta ưa thích. Sau đó thì chúng ta bấm vào cái nút quay thôi.